Lồi lại cho em cái anh Minh này. Rồi. Đợi anh xíu nha. Toilet nha. Từ đợi xíu. Toilet mới nè. Giờ bắt quay ngang. Tổ quốc không có gì. Ủa sao bắt quay ngang vậy? Bay ngang. Tại vì nhiều lúc xài trên web nữa. Trời ơi, sự kiện sao bắt người ta im lặng được em? Ra chim ra chỗ khác tự nhiên bắt người ta im lặng làm sao? Trời trời, đi sự kiện bắt ta im lặng cho nói. Mình là bên chỗ số sột của phim á, tới mình vô đi em sao? Rồi chơi. Thank you.
kêu vô đây. Đây nè Trung ơi. Premiere đặc biệt này. Bộ phim được sản xuất bởi nhà sản xuất Colorman và nhà sản xuất Hàm Trần và được đạo diễn bởi hai anh trẻ Công Hiếu. Mong rằng tất cả các vị sẽ dành thân thiện tình cảm cho bộ diễn sát nhân trong ngày hôm nay. Xin chào đón tiếp tất cơ hương lý trên thảm đỏ của bộ diễn sát nhân.